quý vị và các bạn, chiều qua tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Cùng tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành địa phương trong tỉnh. Tại cuộc họp, ý kiến doanh nghiệp tập trung vào hai vấn đề chính: một là doanh nghiệp chậm được giao đất khi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; hai là doanh nghiệp mong muốn mở rộng diện tích dự án đầu tư và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn cảm ơn đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Hưng Yên nỗ lực vượt khó trong đại dịch COVID-19 để phát triển. Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 16.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có hơn 2.000 doanh nghiệp có dự án vào đầu tư. Quan điểm nhất quán xuyên suốt của tỉnh là luôn lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp về các nhóm chủ đề khác nhau như xuất nhập khẩu, đầu tư, hải quan, thuế. Đối với những kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời cụ thể từng nội dung. Do thay đổi về quy định của pháp luật nên có một số doanh nghiệp chậm được giao đất phải chuyển sang đấu thầu theo quy định và mong sự chia sẻ, đồng hành của doanh nghiệp. Chính quyền các cấp trong tỉnh không thể giải quyết vượt ngoài quy định của luật. Về ý kiến doanh nghiệp muốn mở rộng diện tích dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ, tỉnh phải căn cứ vào quy hoạch, có khu vực được quy hoạch phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, không mở rộng phát triển công nghiệp. Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng, hiện quỹ đất ở các khu công nghiệp trong tỉnh vẫn còn rất lớn, có mặt bằng sạch, đáp ứng ngay cho nhà đầu tư. Với một số kiến nghị khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở phối hợp kiểm tra thực tế, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên khuyến khích doanh nghiệp vào đầu tư và cấp đất cho doanh nghiệp hoạt động. Vì vậy, doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm nộp thuế nhà nước trên địa bàn tỉnh để tỉnh có nguồn lực tái đầu tư cho cơ sở hạ tầng, tạo không gian phát triển mới. Vì thực tế, hiện có không ít doanh nghiệp có nhà máy tại Hưng Yên sản xuất kinh doanh hiệu quả nhưng lại nộp thuế cho các địa phương khác.